Đoạn này không ai đâu, đoạn này không ghi đâu, nói đi. Anh hổ lắm anh. Ta cảm thấy việc cho con ăn thấy nào? Hạnh phúc em ạ. Thật không? Nước ngụm, nước ngụm. Coi như đoạn này không ghi hình đi. Coi như đi, xóa đoạn này đi. Biết đâu anh không ai, không cho anh. Nghĩa là nói thực tế thì. Thực tế đi. Thế việc cho con ăn nào? Việc nấu cơm thì thế nào? Đoạn này không ấy đâu, đoạn này không ghi đâu, nói đi. Anh hổ lắm anh. Anh làm anh cũng biết đầu cái gì ý. Anh bình thường là... Anh đi chợ anh đã không biết rồi. Nấu anh còn không biết nữa. Mà lúc con ăn thì thật sự là anh chỉ kiểu... chỉ mong là cái miếng tiếp theo con vẫn há miệng thôi. Nhưng mà chính vì cái cách đấy của anh nên là anh phát hiện ra rất nhiều cái trick khiến cho con ăn được. Bình thường là buổi tối nếu hôm nào mà vợ đi công tác là chồng ấy chít chát nhắn tin kiểu liên tục. Mấy ngày vợ đi vắng không thể nhắn một lời nào. Sao đấy, cuộc sống chăm con nó vất vả đến nỗi mà đến tối là... không có một giây nào. Thật sự là kiểu không nghĩ đến luôn ấy. Hoàn toàn là... Đấy, thì anh đã hiểu lý do mà buổi tối anh rủ em xem phim mà em không thể xem được không? Em không thể nào mà em còn tỉnh táo để mà em xem luôn ấy, không có sức ấy. Quá lâu rồi chưa được xem bộ phim nào thật. Ngon quá con ạ, mẹ ăn hai bát cơm rồi. Công nhận là cái này của em ấy. Thêm một cái... Sốt là cái ngon hẳn đúng không? Ô, thế mà anh để cho con ăn nhạt bao nhiêu ngày ấy, em chắc chắn luôn. Anh không hỏi em một tí gia vị nào cả. Mommy and Daddy. Mommy and Daddy, con có vui không? Thấy hai ba mẹ con có vui không? Vui không? Vui. Con có vui không? Con thấy bao? Ôi, trông happy này chắc là bờ nhà 300 kỹ lắm rồi. Nó xuất phát từ việc bạn bị ốm, đi bệnh viện. Thì khi mà bạn ấy không chịu ăn, bạn mệt, bạn không chịu ăn thì em phải tìm mọi cách để cho con ăn, hình thành cái thói quen đấy với bạn ấy. Kể cả sau khi bạn hết ốm rồi thì mình lại hơi chiều vì nghĩ là bạn ấy thôi bây giờ nó ốm nó sụt vài cân rồi thì lại trẻ chăm lại cho nó tăng lại cân. Thế nên thành ra mình bị hơi chiều con quá. Rất là tự hào và cảm ơn chồng rất là nhiều vì đã làm được điều đó thay em. Mà trong khi em mới phải là người làm điều đó với con. Sữa tươi Vinamilk 100% sữa ngon từ các bạn bò vui. Viettel Media sản xuất và phát hành.